Kiến trúc Kisato xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt tại thôn An Cư, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương để thăm lại một ngôi biệt thự 2 tầng mái Thái mang phong cách tân cổ mà Kiến trúc Kisato đã tư vấn thiết kế cho gia đình anh Đào Văn Trúc tại nơi đây. Công trình này thì cũng chia sẻ mọi người là được tư vấn thiết kế và xây dựng vào năm 2019. Thì cũng qua khoảng 5 năm sử dụng rồi. Thì mọi người có thể thấy một ngôi biệt thự vẫn còn rất là đẹp và rất là nổi bật đúng không ạ? Thì trước hết thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về tổng thể khuôn đất cũng như là cái quy hoạch khi mà mình về đây khảo sát thiết kế. Thì gia đình anh Trúc bác An có khuôn đất rơi vào khoảng 750m2 cho mọi người, rất là lớn đúng không ạ? Thì với chiều ngang của khuôn đất đây sẽ rơi vào khoảng 25m và chiều sâu của khuôn đất sẽ rơi vào khoảng là 30m. Thì khi bọn mình về thì bác cũng muốn là thiết kế một ngôi biệt thự 2 tầng làm sao cho đẹp. Thì và cái khu vực bên cạnh đây thì sau này sẽ quy hoạch một cái lâu đài. Thì như mọi người thấy thì hiện tại thì cũng đã có công trình mới đã được xây dựng. Thì cả hai công trình này thì Kiến trúc Kisato đều tham gia vào quá trình tư vấn thiết kế và hỗ trợ gia đình trong quá trình thi công. Đó. Thì trong video này mình xin phép được giới thiệu ngôi biệt thự 2 tầng mái Thái này trước. Thì sẽ chia sẻ mọi người một số về thông số kích thước cũng như vị trí công trình. Công trình biệt thự 2 tầng mái Thái thì được tối ưu vào khu vực ở bên trái đất cũng như là đẩy lùi ra về sau để chúng ta vẫn còn cái khoảng sân ở phía trước như vị trí mình đang đứng đây. Từ cái khu vực đua ra của hệ sảnh chính ra tới mép hàng rào thì cũng rơi vào khoảng 8m, hơn 8m mọi người. Đó, thì gia chủ cũng có bố trí rất nhiều những cái loại cây cảnh đẹp đúng không ạ? Để làm đẹp thêm cái khuôn viên của gia đình mình, hoặc là khi mà gia chủ có thời gian thì sẽ chăm sóc cũng như là giải trí ngay trong khuôn viên của gia đình mình luôn. Đó, toàn bộ sân của công trình này được ốp lát bằng đá tự nhiên, mặt thì có tạo nhám. Tổng thể hàng rào cũng như là cổng được làm đồng bộ về phong cách, có một chút về tân cổ với cái hệ cổng mái Thái, bê tông sơn giả gỗ, lợp mái ngói màu đỏ, cũng là đồng bộ với lại công trình biệt thự mái Thái của chúng ta. Đó. Về tiếp theo là về kích thước, một số thông số để mọi người có thể tham khảo. Với chiều sâu là 30m, cũng như là dành một nửa khuôn đất để làm cho ngôi biệt thự này. Thì ngôi nhà này được Kiến trúc Kisato tư vấn thiết kế với chiều rộng của công trình rơi vào khoảng 8m rưỡi. Đó là chúng ta chưa tính cái phần đua ra của khu vực sảnh phụ thì cũng phải cộng thêm gần 3m nữa nha mọi người. Đó, tổng thì sẽ phải hơn 11m. Và chiều sâu của công trình này sẽ có kích thước là 13,5m. Cũng là chưa tính cái khu vực sảnh chính này thì chúng ta cũng phải cộng thêm khoảng 2m rưỡi nữa. Diện tích mặt bằng của bên công trình mái Thái thì rơi vào khoảng 130m2 một sàn. Và chúng ta có quy mô là 2 tầng với cái điểm nhấn là hệ mái Thái với cái kiến trúc tân cổ. Thì khu vực vì cái khuôn đất của gia chủ rất là lý tưởng khi mà mình về đây tư vấn thiết kế, nên là cũng kết hợp với gia chủ và thiết kế hai vị trí sảnh, một sảnh chính theo hướng vuông góc với đường. Đấy. Thì là hướng bắc nha mọi người. Đó. Và khu vực sảnh phụ về kiến trúc như mọi người thấy đây cũng được làm khá là đồng bộ đúng không ạ? Hệ sảnh rất là lớn và cao ráo với cái đôi cột này rất là to và khỏe đúng không ạ? Và vừa kết hợp với đó là những cái đường chỉ và những cái chi tiết được đắp rất là nổi và đẹp đúng không ạ? Kênh bong lên. Cái kiến trúc của cái phần G phân tầng thế cũng được thiết kế rất là nhiều những phào chỉ với kích thước nhiều phào chỉ kích thước khoảng hơn 1 phân thôi. Thì cũng phải đòi hỏi kỹ thuật thi công khá là cao thì để mà có thể ra được một cái tổng thể công trình đẹp như thế này. Đó. Và khu vực lan can ban công thì cũng sử dụng những cái chi tiết về inox cũng là mang cái phong cách tân cổ một chút và rất là nổi bật đúng không ạ? Cột sảnh thì cũng được thiết bố trí những cái cột đèn và những cái bóng đèn đúng không ạ? Ban đêm chúng ta bật lên cũng sẽ rất là đẹp. Cột tầng 1 cũng như là tầng 2 cũng được làm đồng bộ. Và với cái hệ mái Thái này mình xử lý là mái bằng và bên trên là tường thu hồi và mình lập tính toán cái hệ diềm mái Thái cũng như là lập mái. Đó, cái phần tường thu hồi thì cũng có những cái vị trí ô thoáng cũng được đắp đúng không ạ? Rất là nhiều những cái lớp phào xếp chồng lên nhau nhìn rất là đồ sộ và hệ mái chính rất là cao nha mọi người. Đó. Và toàn bộ cửa sổ như mọi người thấy là đây đều được thiết kế là cái hệ cửa sổ cái hệ mái hắt nhá.
đó, cũng được lợp ngói toàn bộ, hệ công sôn đỗ. Đó. Từ những cái chi tiết về phào chỉ cửa sổ như mọi người thấy cũng rất là đẹp đúng không ạ? Và được làm rất là tỉ mỉ, từng những cái phào chỉ rất là nhỏ. Đó, mọi người xem à, khu vực sảnh phụ đây về kiến trúc thì cũng được làm đồng bộ. Nếu nhìn từ xa thì công trình này rất là ấn tượng. Và gần như cái thời điểm năm 2019-2020 khi mà công trình đưa vào sử dụng ấy, thì cũng rất là nhiều người đến đây để tham quan, tham khảo. Có những gia chủ xin bản vẽ hoặc là chụp ảnh về để có thể áp dụng cho công trình nhà mình. Thì mình hy vọng đây cũng là một trong những cái mẫu biệt thự mái Thái với những cái nét kiến trúc rất là đẹp, tay nghề thi công rất là tốt để mọi người có thể tham khảo. Đó, thiết kế rất là cân đối và hợp lý đúng không ạ? Thì xin mời mọi người cùng chiêm ngưỡng lại cái tác phẩm mà kiến trúc Kisato đã kiến tạo cho gia đình anh Trúc tại nơi đây. Một mẫu biệt thự 2 tầng mái Thái mang phong cách tân cổ trên cái tông nền màu trắng mái đỏ rất là đẹp đúng không ạ? Và tiếp theo xin mời mọi người chúng ta cùng vào bên trong để khám phá xem là với 130m² diện tích sàn chúng ta sẽ có công năng của các cái phòng ban như nào, cũng như là không gian sống của gia đình anh Trúc ở bên trong. Và hiện tại mình đang có mặt ở bên trong phòng khách của công trình này. Mọi người có thể thấy rất là choáng ngợp khi bước vào bên trong không gian này đúng không ạ? Thì không gian phòng khách thì được bố trí một bộ gỗ đồng kỵ, bộ bàn ghế gỗ đồng kỵ rất là lớn đúng không ạ? Vừa vặn và được may đo theo cái kích thước thông số của không gian phòng khách. Được tư vấn thiết kế với diện tích là khoảng 39m², cộng thêm với lại cái không gian chúng ta di chuyển từ khu vực sảnh phụ vào khoảng 14m² nữa. Thì diện tích tổng thể ở đây cũng lên tới hơn 50m² mọi người, rất là rộng rãi đúng không ạ? Một bộ bàn ghế rất là sang trọng để tiếp đón những vị khách của gia chủ. Đó, ngay bên cạnh ở đây chính là một cái hệ kệ tủ để có thể ngăn cách không gian cũng như là trang trí thêm. Gia chủ đã bày rất là nhiều những cái bình rượu để sưu tầm, khi khách cứ đến thì có thể là đãi các vị khách đúng không ạ? Đối diện nghĩa là cái hệ kệ tủ vách tivi cũng được làm đồng bộ từ bàn ghế rồi tủ tivi đúng không ạ? Toàn bộ là bằng gỗ, rất là đẹp đúng không ạ? À, một chiếc tivi màn hình rất là lớn, có trang trí thêm cái bức tranh chữ tâm này, rất là ý nghĩa. Và cũng có một cái đồng hồ quả lắc này. Đấy, cũng đồng bộ về cái mặt nội thất của công trình này. Đó, và rất là sang trọng. À, về phần hoàn thiện như mọi người thấy là cũng sử dụng là hệ thống trần thạch cao, giật cấp, mang phong cách tân cổ, kết hợp với những chiếc quạt giả cổ và có cái phần đèn nha mọi người, trang trí thêm vừa là để không gian chúng ta được mát mẻ. Và mọi người thì thấy là đôi lục bình này có lớn đúng không ạ? Rất là lớn, cũng như là giá trị gia chủ sưu tầm để bày trí trong cái không gian khu vực phòng khách của gia đình. Về khu vực ở phía sau đây sẽ là không gian đệm trước khi chúng ta vào khu vực cầu thang và di chuyển lên bên trên tầng 2. Không gian đệm cũng được bố trí một cái đèn chùm rất là lớn này. Tất cả những cái hệ thống trần này đều được tính toán bố trí làm sao cho khoe được toàn bộ vẻ đẹp của cái hệ thống trần thạch cao của gia chủ. Và không gian đẩy lùi ra phía sau đây đó là khu vực bếp cộng ăn, một bộ bàn ăn cũng bằng gỗ nguyên khối luôn mọi người. Để chúng ta thì ngồi từ 6 đến 8 người vừa vặn với lại không gian này. Đó, hệ kệ tủ bếp chạy dài theo cái hệ vách tường ở phía sau đây. Đó, tủ bếp dưới, tủ bếp trên cũng làm đồng bộ là gỗ thịt hết, đồng bộ về màu sắc và nội thất tổng thể. Ngăn cách đây là bố trí thêm một cái hệ kệ tủ mọi người. Vì thế có thể thấy là trang trí được cả hai mặt nhé. Từ khu vực ở phòng khách chúng ta cũng có thể thấy được những cái chai rượu mà gia chủ đã sưu tầm. Và ở phía khu vực phòng ăn thì cũng như thế. Nó rất là gọn gàng. Và ngoài ra bên dưới tầng 1 đây chúng ta sẽ có thêm công năng của một phòng ngủ nữa. Đây, sẽ nằm ở vị trí góc của công trình này. Nhưng mà hiện tại đang có ông đang sử dụng, nên là mình xin phép được giới thiệu về diện tích. Được tư vấn thiết kế là 14m². Nhà vệ sinh chung của công trình này 4m² và nằm gọn ở cái vị trí góc đây đúng không? Hoặc là chúng ta có thể di chuyển qua cái hệ cửa này để đi sang phòng khách, hoặc là hệ cửa này cân đối qua cái kệ tủ rượu trang trí này. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Và tiếp theo sẽ mời mọi người chúng ta cùng lên bên trên tầng 2 để xem bên trên đó có những gì nhé. Ở công trình này như mọi người có thể thấy là toàn bộ cầu thang được ốp hết bằng gỗ từ cổ bậc, mặt bậc
lan can cầu thang thì kết hợp là những cái con tiện gỗ cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Cũng có những cái nét tân cổ từ những cái chi tiết nhỏ nhất của phần nội thất trong công trình của gia đình bác. Và không gian đầu tiên mình bắt gặp bên trên tầng 2 đây đó chính là một phòng sinh hoạt chung có diện tích khoảng 19m2. Thì đây là không gian sinh hoạt riêng tư ở bên trên tầng 2 của vợ chồng anh Trúc. Thì có một bộ sofa này, đối diện thì cũng là kệ tivi, trang trí thêm đôi lục bình cũng như là bộ tranh tứ quý. Đó. Phần hoàn thiện phần nền thì mình đã thấy khác rồi. Đây đã sử dụng những cái loại gạch thẻ rào gỗ này. Bên trên thì vẫn là hệ thống trần thạch cao, rất là điểm nhấn đúng không ạ? Và ngay cạnh đó là không gian ô cầu thang cũng rất là nổi bật. Thì có một cái phần đèn chùm rất là sáng, đèn downlight cũng chạy quanh khu vực ô cầu thang, cũng làm giật cấp đúng không ạ? Và không gian đầu tiên mình sẽ giới thiệu mọi người đó là một phòng ngủ. Đây là phòng ngủ của con gia chủ nha mọi người. Đó, thì phòng ngủ này có diện tích được tư vấn thiết kế là 18m2, thì cũng có giường tổ rồi đồ chơi của các bạn. Đó. Ngoài ra thì có bàn học này. Ở phía trước thì có thêm một cái hệ cửa sổ gỗ kính này, lấy được rất là nhiều ánh sáng, và tất cả các cửa sổ thì đều có cái phần rèm che ạ. Khi chúng ta cần sự riêng tư thì ta sẽ đóng toàn bộ rèm lại, và hoàn thiện phần nền như phần trần đều được làm rất là tỉ mỉ và chỉ chu. Đó, và ngay bên cạnh đó là không gian phòng thờ gia tiên của gia đình. Đó, thì cũng được tư vấn thiết kế với diện tích 13m2. Thì đồ nội thất thờ thì cũng là tương đối là đầy đủ nha mọi người. Rồi ban thờ, rồi bàn cúng cơm, đồ nội thất thì có thêm hoành phi câu đối nữa, khá là đầy đủ. Và view khu vực phòng thờ này là cũng là hướng chính của công trình. Được tận dụng thêm khu vực ban công của khu vực sảnh chính này, rất là rộng và thoáng đúng không ạ? Đó. Về khu vực ở phía sau thì chúng ta sẽ có công năng của hai phòng ngủ nữa nhá. Thì sẽ có một phòng ngủ rất là lớn, phòng ngủ master vệ sinh khép kín của vợ chồng anh Trúc. Đây, mọi người có thể thấy một không gian phòng được thiết kế rất là rộng với diện tích lên tới 22m2. Đồ nội thất toàn bộ là gỗ thịt. Đó, từ giường, bàn trang điểm rồi những cái tủ quần áo rất là lớn như này. Đó, những cái thiết kế rất là hiện đại đúng không ạ? Thường chúng ta chỉ bắt gặp ở những cái vật liệu như gỗ công nghiệp, chỉ ít khi là gỗ thịt là gặp những cái phong cách nội thất như thế này. Khu vực nhà vệ sinh khép kín ở phía bên tay trái mình đây cũng có diện tích rơi vào khoảng 5m2. Đó, thoải mái đúng không ạ? Kể cả con còn nhỏ thì ở trong không gian phòng ngủ như này thì cũng rất là thoải mái. Cửa thông phòng cũng toàn bộ là gỗ lim và pano hết. Ở không gian cuối cùng ở đây đó là một khu vực nhà vệ sinh chung này cho hai phòng. Khả năng đây cũng là một phòng của con gia chủ, nhưng mà chắc bạn còn nhỏ nên đang ở với bố mẹ. Thì phòng ngủ này thì cũng đang tạm thời là phòng tập thể dục thể thao của anh Trúc nha mọi người. Đây cũng đã có bố trí giường tủ đầy đủ rồi. Đó, kể cả bàn học hoặc bàn làm việc cũng có đủ luôn nhá. Rất là gọn gàng. Một công trình rất là đẹp và được làm chỉ chu từ cái phần thiết kế xây dựng đến cái không gian nội thất bên trong công trình. Một không gian sống lý tưởng của gia đình anh Trúc, một mẫu nhà đẹp để mọi người có thể tham khảo. Và nếu các bạn cũng đang có nhu cầu để thiết kế thi công xây dựng những ngôi biệt thự hai tầng mái Thái như anh Trúc tại nơi đây thì có thể liên hệ ngay với kiến trúc Kisato theo số hotline bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.